Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ đi ăn cái món hủ tiếu xào ở tiệm cơm gà Phúc Ký 1 tại đường Âu Dương Lân nha cô chú anh chị và các bạn. Thì tối hôm nay Phúc Khang đi ăn cùng gia đình, ăn mì xào, hủ tiếu xào, hải sản tại quán cơm Phúc Ký tại địa điểm đường Âu Dương Lân, quận 8. Thì Phúc Khang đi ăn sẵn, Phúc Khang cũng review cho cô chú anh chị và các bạn xem món ăn ở đây có vừa miệng hay không, có ngon hay không và giá cả như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Thì Phúc Khang cùng gia đình đang ăn hủ tiếu xào, mì xào, cơm, cơm gà, cơm chiên, hải sản, các loại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì món ăn nhìn rất là hấp dẫn, nhưng mà để Phúc Khang thưởng thức thì Phúc Khang sẽ cho cô chú anh chị và các bạn xem, cũng như có cô chú anh chị nào gần địa điểm quận 8 hoặc là có những cô chú nào mình có đi ngang quận 8 đường Âu Dương Lân thì mình ghé vô mình dùng để ủng hộ cho quán cũng như là để biết những món ăn ở đây nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang sẽ ăn món hủ tiếu xào hải sản. Thì nói chung là món hủ tiếu thì nhìn rất là bắt mắt nha cô chú anh chị và các bạn. Mực xào với tôm, mực với tôm, xào với củ cải đỏ và cải thìa. Nói chung là xào thì cũng vừa miệng nha cô chú anh chị và các bạn. Có cái nước chấm thì mình chấm vô rất là ngon. Phúc Khang ăn thì Phúc Khang thấy cái nước chấm rất là ngon. Thì cô chú anh chị nào mà ăn có cái độ mặn hơn thì có thể mình nêm thêm gia vị nước mắm hoặc nước chấm hoặc là nước tương nha cô chú anh chị và các bạn. Như Phúc Khang ăn thì Phúc Khang thấy là vừa miệng. Còn phần
Giá thì Phúc Khang sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì giá ở đây thì nó có 45k và 50k tùy theo mình đổi món nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang thấy 45 đến 50k này thì Phúc Khang giá là cũng không cao. Theo Phúc Khang biết thì mặt bằng ở khu vực quận 8 ở thành phố Hồ Chí Minh ra giá nó khá là cao. Cho nên là bán với cái giá này thì Phúc Khang ăn và Phúc Khang cảm nhận nó rất là cũng rẻ đó cô chú anh chị và các bạn, không cao. Theo Phúc Khang đánh giá thì Phúc Khang sẽ cho 8.5 điểm, nói chung là vừa miệng ngon. Còn Phúc Khang không đánh giá cao nhưng mà theo Phúc Khang thì Phúc Khang đánh giá là 8.5. Còn cô chú nào có đi ngang khu Âu Dương Lăng thì cô chú hãy ghé quán Phúc Ký một thưởng thức cho cô chú chị và các bạn. Video của Phúc Khang đến đây Phúc Khang cũng tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho Phúc Khang một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn.